Bát Nhã Ba La Mật Kinh Trực Chỉ Đề Cương, Giáo án Trường Cao cấp Phật học, tác giả Thích Từ Thông, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1999, băng 3. Thế là Như Lai đã vượt qua một khúc quanh vô cùng quan trọng trong công cuộc cải tạo và xây dựng bản thân. Ngài đã được viên thành tự giác. Đoạn đường còn lại, Đức Phật nêu ra phương hướng nhiệm vụ mới là phải cải tạo và xây dựng môi trường sống, xây dựng xã hội con người. Đức Phật bắt đầu phát động tuyên truyền, dấy lên phong trào khuyến thiện. Tôi đã tu, các ông nên tu, tất cả mọi người hãy cùng tu. Tôi đã giải thoát giác ngộ, tất cả mọi người hãy học tu để được giải thoát giác ngộ. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Người ta gọi Đức Phật bấy giờ làm cái việc thuyết pháp độ sanh. Suốt 49 năm hay 45 năm rày đây mai đó, có lúc gặp thuận cảnh, cũng có lúc gặp nghịch duyên. Bọn ngoại đạo Bà La Môn vân vân run sợ trước ánh sáng vằn vặt chói lòa chân lý của Đức Phật. Rồi đây nền giáo lý đó sẽ soi thủng những tấm màn thâm đen dày đặc, vô minh, rặc mùi mê tín dị đoan mà chúng đang mê hoặc đầu độc mọi người. Tự thấy mình đang đứng trên bờ hố thẳm diệt vong, chúng ra sức phản tuyên truyền chống đối và có nhiều lần ra tay hãm hại Phật, nhưng tất cả âm mưu của chúng không thành. Với ý chí vị tha vô hạn, kiên cường bất khuất, Đức Phật đã thành công. Hàng thanh văn duyên giác tiếp thu lời giáo huấn của Ngài, và từ đó đệ tử Phật chứng quả Bồ Đề Niết Bàn hàng loạt. Đến đây Đức Phật hoàn thành nhiệm vụ giác tha. Cuối cùng Ngài thị tịch an nhiên nơi rừng Ta La sông Thọ, kinh điển gọi là Phật Bát Niết Bàn. Hai La Mã, quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác là một sự thể hiện cách sống đúng với chân lý của vũ trụ vạn hữu khách quan. Đề cập đến chân lý, nhiều khi người ta tưởng cái gì cao xa sâu thẳm và huyền bí lắm. Sự thật thì không quá cao xa như ai đó tưởng. Người ta có thể trả lời câu hỏi, chân lý là gì? Chân là có thật, lý là lẽ. Chân lý là cái lý lẽ có thật của hiện tượng vạn hữu của cuộc đời này. Ví dụ, sanh, lão, bệnh, tử của kiếp con người, nó thành một cái lẽ thật, không có một thế lực nào hoán cải cho khác hơn được. Đó là một chân lý. Sanh, trụ, dị, diệt là quá trình vận động của hiện tượng vạn vật, không ai ngăn chặn được, không có thế lực nào làm cho khác hơn được. Đó là một chân lý. Thành, trụ, hoại, không của vũ trụ vạn hữu, không ai có thể làm cho nó đổi khác hơn được. Đó cũng là một chân lý. Vì tất cả những điều đó là lẽ thật. Nói một cách khác, đó là quy luật tất nhiên của hiện tượng vạn pháp. Như Lai Thế Tôn chỉ là một con người có trí tuệ nhận thức tột cùng chân lý ấy và sống hợp, sống đúng với chân lý, với quy luật của hiện tượng vạn pháp ấy mà thôi. Để xác định rõ vấn đề, ta hãy đọc những lời của Đức Phật dạy cho ông Tu Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác của Phật Như Lai không có được gì ư? Ông Tu Bồ Đề thưa. Phật bảo, đúng vậy, đúng vậy. Tu Bồ Đề, quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, Như Lai thật chẳng có được một tí ti gì, gọi là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác vậy thôi. Tu Bồ Đề, tại vì Như Lai có cái nhận thức bình đẳng đối với hiện tượng vạn pháp, Như Lai không đánh giá vạn pháp quá thấp, cũng không đánh giá vạn pháp quá cao. Nhận thức hiện tượng vạn pháp, Như Lai không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ yểu giả. Như Lai hằng sống trong thiện pháp, nên gọi là Như Lai tu nhất thiết thiện pháp, và Như Lai được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác vậy thôi. Tu Bồ Đề, nói là thiện pháp, kỳ thật chẳng có thiện pháp gì mà gọi là thiện pháp vậy thôi. Qua ý tứ đoạn kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đó, người đệ tử Phật thấy rằng hiện tượng vạn pháp vốn tồn tại khách quan, đánh giá thấp hay cao đều là biểu hiện của nhận thức mê lầm, không nhận chân được thực tướng của sự vật hiện tượng, xóa đi cái quan niệm chấp chặt
đánh giá hiện tượng vạn pháp qua ngã, nhân, chúng sanh và thọ yếu giả, thì quả vô thượng chánh đẳng chánh giác tự có, mà không do ai ban cho, cũng không từ đâu đem đến cho bất cứ một đức Phật nào. Làm được vậy gọi là Như Lai tu tất cả thiện pháp. Kỳ thật Như Lai chẳng có tu thiện pháp gì. Như Lai không nghĩ sai, nói sai, làm sai chân lý, nên gọi là thiện pháp, vậy thôi. Với hiện tượng vạn pháp, Như Lai sử dụng cách như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải, không sanh tướng phân biệt, so bì của ý thức, biến kế chấp. Người phàm phu cho là Như Lai chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kỳ thật, Như Lai chẳng có đắc một tí ti nào. Ba La Mã, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Phật chỉ là kết quả của quá trình cải tạo và xây dựng. Đã là một con người thì ai cũng có cái tốt và cái xấu. Người ta đánh giá phẩm chất tốt hay xấu của con người phần lớn tùy phong tục tập quán và luật pháp của một xã hội. Tuy nhiên, cái tiêu biểu cơ bản của vấn đề tốt xấu, tội phước, thiện ác là ai làm những điều ích nước lợi nhà, đem lại những điều an vui hạnh phúc cho nhân quần xã hội, cho cả loài người, thì người ta gọi đó là hành vi thiện, là con người tốt. Nếu ai đạt đến tột đỉnh của đặc tánh tốt của hành vi thiện, thì người ta gọi đó là bậc thánh nhân hay là một vị Phật, một bậc chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trái lại là hạng người bất thiện do có nhiều tham vọng thấp hèn. Hậu quả tất nhiên là họ trở thành hạng người mà người trí xa lánh, xã hội rẻ khinh và luật pháp nghiêm trị. Vì thế người ta có thể xác định tốt xấu do người, tội phước do người, thiện ác do người, phàm thánh do người, chúng sanh hay Phật cũng do con người quyết định. Với nền giáo lý Phật, phàm phu, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, tất cả là con người, vui khổ khác nhau, là do mê ngộ khác nhau, giải thoát giác ngộ khác nhau, là tùy thuộc ở vô minh, phiền não trừ diệt được nhiều hay ít. Qua kinh điển Phật, ta có thể tìm thấy rõ những tác động của tâm sở hữu pháp sau đây, khiến cho con người mê mờ chân lý và tự ràng buộc, tự làm đau khổ lấy mình. Nhóm thứ nhất có tên là căn bản phiền não, hay cũng còn gọi là thập sử, vì nó thường sai sử chúng sanh, làm cho chúng sanh luôn luôn triền miên trong đau khổ. 1. Tham. 2. Sân. 3. Si. 4. Mạng. 5. Nghi. 6. Thân kiến. 7. Biên kiến. 8. Tà kiến. 9. Kiến thủ. 10. Giới cấm thủ. Nhóm thứ hai có tên là chi mạc phiền não, hay cũng gọi là tùy phiền não, vì chúng tùy thuộc căn bản phiền não mà sanh khởi. Những phiền não chi mạc này gồm có 12 món: 1. Phẫn. 2. Hận. 3. Phú. 4. Não. 5. Tật. 6. Sang. 7. Cuốn. 8. Xỉm. 9. Hại. 10. Kiêu. 11. Vô tàm. 12. Vô quý. 13. Trạo cử. 14. Hôn trầm. 15. Bất tính. 16. Giải đãi. 17. Phóng dật. 18. Thất niệm. 19. Tán loạn. 20. Bất chánh tri. Đó là những điều mà mọi người đệ tử Phật cần phải cải tạo, chuyển hóa chúng từ số lượng đến chất lượng với một mức độ nào đó, và dựa trên chất lượng được cải tạo chuyển hóa mà ước định quả vị với một danh ngôn tương đối có mức độ như Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, vân vân. Đến khi nào thành Phật là quả vị cải tạo hoàn toàn, chuyển hóa sạch hết chất phiền não vô minh, thì người ta gọi đó là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Song song với quá trình cải tạo chuyển hóa vô minh, người hành giả đệ tử Phật còn xây dựng cho mình ý thức thường ở trong trạng thái chân chính, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Gọi chúng là tám con đường chính mà thuật ngữ Phật học gọi là bát chánh đạo, là chất liệu tinh túy để xây dựng cho con người trở thành thánh thiện. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục,
tinh tấn, thiền định và trí tuệ, cũng là những chất liệu kiên cố và quyết định để cho con người xây dựng nên quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Người đệ tử Phật thường xuyên thân cận với những pháp lành, với những tư duy hợp chân lý và đúng chân lý mà Đức Phật đề ra để dạy cho những người có quyết tâm đi trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bốn La Mã, những nhận thức sai lầm của một số người đệ tử Phật trên bước đường tìm đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong toàn bộ kinh điển Phật, đạo lý nhân quả và vấn đề tri hành được xem là vấn đề then chốt. Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được tiêu biểu cho tri, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát tiêu biểu cho hành. Tri mà không hành ví như có mắt mà cụt chân, hành mà thiếu tri cũng như đôi chân đi khỏe mà mù đôi mắt. Chỉ có khi nào tri hành hợp nhất mới đem lại kết quả mong muốn cho người con Phật. Khi kiểm điểm lại những ngày tháng trôi qua, sự tri hành của mình còn rời rạc, Huyền Giác Thiền Sư than thở viết: Ngô tảo niên lai tích học vấn, diệt tầng thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hưu, khước bị như lai khổ ha trách, sổ tha trân bảo hữu hà ích, nhập hải toán sa đồ tự bì, tùng lai tắng đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Tri hành chưa hợp nhất, kết quả còn thâm thẳm xa xôi. Tri sai, hành quấy, hướng dẫn nhiều người cùng làm như vậy, thì thiệt thòi cho những người đệ tử Phật từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Là những người xuất gia, trưởng tử Phật có trách nhiệm hướng dẫn tinh thần cho Phật tử, truyền bá chánh pháp của Như Lai. Chúng ta không thể lơ là, hời hợt để mặc tình cho tà giáo ngoại đạo lung lạc chánh pháp của Như Lai, bôi nhọ giáo lý, xuyên tạc kinh điển bằng những hình thức quá lỗi thời, những nghi lễ nặc mùi vụ lợi để cho người đệ tử Phật thực thà chức pháp, tiền mất tật mang để cho đạo Phật, người đệ tử Phật mang tiếng là hạng người mê tín dị đoan, là hạng ký sinh trùng trong xã hội. Muốn được quả giải thoát giác ngộ, phải tu nhân giải thoát giác ngộ. Phủ nhận lý nhân quả, không còn là một đệ tử Phật. Chúng ta cần phải nói thẳng với Phật tử chúng ta rằng, muốn có giải thoát giác ngộ, không thể có ở mâm cao lễ đầy hiến dâng cho Phật. Muốn có giải thoát giác ngộ, không thể có ở sự rải nước và chú nguyện ở quý thầy. Muốn có giải thoát giác ngộ, không thể có ở những buổi trai tăng lắm tiền nhiều phẩm vật. Muốn có giải thoát giác ngộ, không thể có ở những hành động đua tranh tạo tượng Phật lớn xây chùa to. Theo giáo lý Phật, tất cả mọi người không phân biệt giai cấp, không luận giàu nghèo, đều có thể đạt đến giải thoát giác ngộ, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác bằng khả năng nghị lực của chính mình. Con người có khả năng hành động cải tạo những tư tưởng có tánh hắc ám vô minh, có khả năng xây dựng cho mình một nhận thức trong sáng, đề cao cảnh giác với bọn giặc cướp, thập sử thập triền, thân cận những bạn hữu thuần lương, tứ nhiếp lục độ thất bồ đề phần, và thẳng nẻo mà đi trên con đường bát chánh. Làm được vậy thì sự giác ngộ giải thoát là của chung của nhân loại, ai cũng có quyền xây dựng nên và tự thừa hưởng lấy. Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải là cái để dành riêng cho một Đức Phật hay đấng Như Lai Thế Tôn nào. Hòa thượng Thích Từ Thông, Bát Nhã Ba La Mật Kinh Trực Chỉ Đề Cương, Giáo án Trường Cao cấp Phật học, tác giả Thích Từ Thông. Đến đây là hết.